Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin ngắn trong ngày của Kinh Chia Sẻ Công Giáo. Hội đồng Giám mục khai mạc hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2024. Trước khi khai mạc hội nghị thường niên, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiếp đón và trao đổi với Phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh do Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher dẫn đầu đến thăm văn phòng Hội đồng Giám mục nhân dịp kết thúc chuyến thăm Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024. Chiều 14 tháng 4, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng với 29 đức cha của 27 giáo phận và ban thư ký Hội đồng Giám mục đã quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vĩnh Long để tham dự hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2024 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4. Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký đã chủ sự chầu mình Thánh Chúa trước khi hội nghị cử hành phụng vụ kinh tối lúc 20 giờ. Sáng hôm nay, ngày 15 tháng 4, trước phiên họp khai mạc, hội nghị đã cử hành phụng vụ kinh sáng trước khi dâng thánh lễ do Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự. Mỗi ngày, hội nghị sẽ có 4 phiên họp và các cử hành phụng vụ chung. Xin Cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện cho hội nghị của Hội đồng Giám mục được tràn đầy ơn Chúa và đông đầy hoa trái mục vụ cho Dân Chúa tại Việt Nam.